sao cứ đứng yên ngay dài. Buổi sáng đã lơ làng, buổi trưa thắm nắng vàng, hoàng hôn sau lưng anh mơ màng. Anh có yêu em không vậy? Mà sao trái tim em ngây dại? Hè trôi qua hững hờ, mùa thu em mong chờ, để đông đến em vẫn mơ. Yêu nha, mình yêu nha, đừng cố xuống lòng, mình đã yêu rồi. Thương nha, thật tâm nha, đừng để cuộc đời mình dễ đôi. Hãy nói yêu em đi, còn ngại ngần làm chi. Con tim em đã chốt rung rinh rồi. Màn đêm cũng vừa sáng, mùa xuân đến ngoài hiên. Yêu đi anh, mình em thôi. À, đúng rồi, mà chị mày vui thiệt á. Sao anh lại nói vậy? Thì thấy vậy. Ủa, hôm qua ăn cơm xong chị đi đâu vậy? Dạ, chị về trễ đó. Gì vậy mày? Ý em là chị về nhà chị. Mới đầu tao tưởng đâu bạn gái mày không đó chứ. Đâu có. Tính ra mày ở chung với tao tới nay là được 3 tháng rồi. Nhưng mà mày có muốn tao làm cho mày một cái điều gì đó đặc biệt để tiền mới đi không? Vậy sau đó thì sao? Tao sợ tao không qua khỏi. Không, ý của tao muốn nói là đâu phải lúc nào tao cũng bám dính lấy mày hoài được đâu. Tao phải trả tự do cho mày chứ, đúng không? Mày yên tâm đi, mấy tháng qua tao có để dành cho mày một số tiền đủ để mày xài cả năm luôn. Vui lên coi, đâu phải nói chia tay là không bao giờ gặp lại. Mày yên tâm, tao sẽ ám mày dài dài. Vui lên đàn ông, đừng có bí xị vậy. Mà em là gì của anh vậy? Thì là cái nhìn anh mà. Ê, bạn Hiền. Quên. Ê nhóc, bị gì vậy ông nội? Biến thái hả? Tự nhiên cởi trần chạy nhông nhông vậy bà. Trời ơi, con mày mới mất bình thường á. Tao thấy vậy bình thường mà. Nhóc, cứu nó mày. Sao? Cái thằng này, thằng cơ hó, muốn cái gì nữa đây? Mày, mày đúng là bạn tốt của tao mà. Hôm nay cho tao ngủ chung phòng với mày nha. Không mày. Không. Sao vậy? Lần trước được mà, sao giờ không được? Bây giờ tao mới nuôi thêm mấy em cún nữa, không còn chỗ cho mày nữa đâu. Cái thằng này, hiểu chưa? Đi về. Dạ. Sao kỳ vậy ta? Lẹ đi, tao nhốt mày ngoài luôn bây giờ. Chạy chứ. Lẹ lên. Dạ. Ê, gâu gâu, cho tao ngủ chung phòng với mày đi. Mà tao bắt đầu lấy vợ kìa. Ê Phong, sao giờ này cúp tiết hoài vậy? Vậy Đăng nó có đi học đều đâu, sao mày không đi nhắc nó đi? Hải có nhắc mà, ai Hải cũng nhắc á. Ngày mai thầy sẽ điểm danh, ai mà vắng là không được qua môn đâu. Biết rồi, tao biết rồi. Mày phiền quá à, mai tao đi được chưa? Ê Phong, sao giờ này giao du với mấy người gì mà nhìn thấy ghê quá à? Có ổn không đó? Quê quá, dễ sĩ của tao đó. Thôi, tao bận rồi, dễ sĩ, tiễn khách. Dạ, cậu chủ. Phong,
Phong. Hôm nay tao đi nhậu, tao sợ mày đánh nhau một mình rồi thằng Tài làm gì mày nữa, cho nên tao mới dắt mày theo đó. Anh sợ em với anh Tài làm gì nhau hả? Sợ sống sợ. Wow. Thằng đó bị điên mà. Mày ở nhà với nó rồi làm gì bậy bạ với mày sao? Tụi em đều là con trai mà. Bộ anh ghen hả? Tao làm như vậy là để bảo vệ tài sản cá nhân của tao, chứ mày tưởng bở hả? Tao nói không đúng hay gì mày nhìn? Mày đang là bác sĩ chữa bệnh cho tao đúng không? Mày phải có trách nhiệm với tao chứ. Wow. Nè nha, tao đưa tiền cho mày đàng hoàng rồi đó, mày không có được thất hứa à. Gì nói tới đây đau tim của ta. Khánh Đăng, anh sao vậy? Bị đau nữa hả? Đau dữ ta. Ui. Sờ ngực tao đã không? Đã hơn thằng Tài không? Xấu xa. Anh lại gạt em rồi. Giận luôn. Tao không có ý xấu. Tao làm vậy là để khẳng định chủ quyền. Tao xem xét cái lương tâm của mày đó. Ừ, thì em biết, biết rồi. Mà sao nhìn mày lúc nào cũng mắc cỡ như con gái mới lớn hết vậy? Mày bình thường được không? Ý của tao muốn đang là không để cho thằng Tài nó đầu độc cái đầu óc, cái trí não của mày á. Wow. Với lại mày đã là người chữa bệnh riêng cho tao rồi, tao đã chấp nhận cho mày ở chung với tao, mày phải có trách nhiệm với tao. Không có ý đồ đen tối nghe chưa? Không, không có. Tốt. Chọn được quà chia tay chưa? Mình đi công viên trò chơi nha. Sinh nhật của em mình đi công viên trò chơi nha. Sinh nhật của em mình đi công viên trò chơi nha. Sinh nhật của em mình đi công viên trò chơi nha. 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 Anh bị đau thiệt hả? Không sao không sao. Lâu lâu tao hay bị đau đầu vậy đó. Mà sao mày thích đi công viên trò chơi vậy? Tại vì em muốn thực hiện lời hứa với một người. Thằng nào mà con nít quá vậy? Anh đừng có đua xe nữa được không? Em sẽ hôn nụ hôn đậm sâu, rồi những cơn đau tan mau. Được chứ? Em muốn cái gì cũng được hết. Nhưng mà nhưng điều gì? Sinh nhật là sắp tới của em. Em phải đi công viên trò chơi với anh. Sao lại đi công viên trò chơi? Anh còn nít quá à. Trước mặt em anh luôn là con nít mà. Nhưng mà thật ra là gì, trước đây, trước khi mẹ anh mất, mẹ anh đã từng hứa là sẽ đưa anh đi công viên trò chơi. Nhưng mà được rồi,
mình sẽ đi chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên, có được không anh? Cảm ơn em nha. Khoan đã, Khánh Đăng, em là gì của anh? Em là người yêu của anh. Em có biết 1.000 năm là bao lâu không? Là 1.000 năm? Không. 1.000 năm là khoảng thời gian mà anh đã đi tìm em. Em ở đâu suốt chừng ấy năm mà tới bây giờ mới chịu gặp anh? Anh giỏi nịnh quá à. Không, anh nói thiệt, anh không có nịnh. Đêm đã trao cho nhau đang mua về còn đó, nhưng tiếng cười động trên khóe môi vẫn còn đây. Vì biết sớm mai kia tia nắng vàng dịu dàng, anh sẽ ôm kỳ em thật lâu, hôn nụ hôn đậm sâu, rồi những cơn đau tan mau khi tiếng cười ngập tràn. Thu sẽ qua rồi đông tàn nhanh, xuân đến đây cùng em và anh. Nhóc, có sao không? Mày bị gì vậy? Đừng có nói bị tao lây bệnh nha. Không có. Quỷ, làm tao hết hồn mà. Được rồi, ok, tao sẽ dẫn mày đi công viên chơi chơi, hoàn thành tâm nguyện của mày, hiểu chưa? Dạ, yeah. Anh nói thiệt hả? Ừ. Em cảm ơn anh nha. Đi, mày lề mề quá. Khánh Đăng, đợi em với. Yêu mãi thôi. Ê, quê, lâu quá. Đúng lâu luôn á. Hẹn đi ngắm gái bữa giờ mà giờ mới gặp. Nay tới nè. Khỏe không? Khỏe. Ủa mà nghe nói là hôm nay mày đi với ai mà? À, có thằng nhóc tao mới quen, chắc nó đang lên. Ồ, thằng nhóc này mày mới quen đó hả? Ừ, tao mới quen có mấy tháng à. Sao vậy? Nhìn mày dạo này tươi tỉnh hẳn ra ha, đâu có còn ủ dột như ngày trước nữa. Nhìn được không? Nhờ thằng nhóc đó chị bệnh mát tay tao mới đỡ đó. Nói chung là không còn cái cảm giác mà nó nặng nề, nó mệt mỏi như hồi xưa. Vậy còn Tố Linh thì sao? Tao cũng bắt đầu quên cô được rồi. Không còn cái gọi là cảm thấy cái thiếu thiếu cái gì đó. Chắc lần này tao bỏ được luôn rồi đó. Dạ, em chào anh. Lần đầu tiên gặp mặt, rất vui được quen biết anh. Ôi, ai mượn mày thảo mai vậy? Gặp người lạ nói chuyện đơn giản chào bình thường thôi. Đau em. Ủa, đau hả? Có sao? Tao xin lỗi, để tao coi. Em giỡn đó, không có đau gì hết. Giỡn nè. Ai bày mày mấy cái trò quỷ đó vậy? Bỏ nha. Ờ đúng rồi, dạo này mày có gặp Tố Linh không? Cổ làm sao? Ừ, tao cũng hay gặp. Cô ấy nhớ mày đó. Mày coi mà quan tâm tới Tố Linh nhiều hơn nha. Tao biết rồi. Đó là chuyện của tao, mày cứ để tao lo. Ừ. Mà sao hẹn đi nhậu mà kêu tới đây vậy? Tao thấy view ở đây chiêu nè, ngồi đây ngắm gái xíu rồi mình đi. Ừ, ghê lắm nha. Vậy cũng được. Thank you.
anh giữa con đường quen thuộc. Tình cờ mình trao nhau những kỷ niệm cũ, từng lời nói rất dịu dàng, từng cử chỉ rất thân quen, từng ký ức đã ngủ quên nay lại quay về. Tự hỏi mình viết rước trong tim còn nhói đau, tự trả lời có thể hôm nay tình sẽ khác, rồi nguyện cầu những phút bên nhau sẽ mãi mãi bền lâu, dù rằng lý trí yếu ớt kêu lên mình sai rồi. Yêu chỉ vì yêu thôi em mù quáng, yêu người nên em si mê đến mất rồi. Từ khi anh ra đi em nơi này vẫn ôm những kỷ niệm, mỗi khi mình càng muốn quên lại nhớ thêm. Chỉ vì yêu thôi em mù quáng, yêu người nên em si mê đến mất rồi. Dù em biết ký ức chẳng thể nào kéo anh quay về đây, mà sao em vẫn ôm hình bóng. Nước mắt